Đây, kiếm đá phát sáng nha mọi người. Kiếm này thì có 6 sức tấn công và tốc độ tấn công là 1,35, cũng không chậm cho lắm. Và chức năng của nó là khi chúng ta đánh vào con mớp thì con mớp sẽ phát sáng đúng không? Khi cầm trên tay thì nó sẽ phát sáng. Ok, ha, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là cả đây và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn trong thế giới kiếm tập tiếp theo. Và như các bạn đã biết, tập trước mình đã có đi vào Boston Diamond để mà mình tiêu diệt tụi Bitlin, và mình đã có chế tạo được vài thanh kiếm trong tập trước như là kiếm thuần phục động vật nè mọi người. Khi mà mình đánh vô con vật á thì mình sẽ cưỡi nó luôn, kể cả con Dominator mình vẫn cưỡi được nha, không đùa được. Rất là tuyệt vời đúng không? Nhưng mà mình không thể nào di chuyển nó như là mình đánh vô con bò này. Con bò chết beo luôn. Sorry mọi người, tại con bò đó mình đánh vô nó một lần rồi á. Thì trong tập hôm nay mình sẽ đi tới Forge để mình tiêu diệt quỷ lửa, mình lấy que của lửa về mình chế tạo thêm kiếm cho mọi người xem nè. Tại vì nhiều cây kiếm nó cần que lửa các bạn à. Với lại là xương đen thì mình cũng có thể chế tạo được kiếm nè mọi người. Đó, rất là nhiều loại kiếm mới trong này luôn. Thì ok, đó là mục đích của tập hôm nay, mình sẽ đi vào Forge ha. Bây giờ mình sẽ cắt lên nha. Đấy, kiếm làm từ rơm, cà rốt, khoai tây cái kiểu á. Phôi netherite mình còn dư một và mình có hai mảnh vụn nha mọi người. Thì chơi mod kiếm á, các bạn cần phải cài thêm cái mod này vô nữa, đó nó mới sinh động hơn. Đây là chém bình thường nha, còn chém khi bật skill lên nè, rất là tuyệt vời luôn các bạn à. Còn sử dụng chiêu lộn nữa nha, nhưng mà mình quên cách rồi, lâu quá không chơi lại mà mình cũng ít sử dụng mấy skill đó lắm. Nói chung là kiểu dùng cho có cho các bạn xem cho vui thôi, chứ thực chất là không có gọi là dùng kỹ năng đó trong việc chiến đấu với lại quái vật mọi người ạ. Ok, bây giờ mình sẽ vô pho chép nha mọi người. Chắc là không cần phải đem theo cái gì nữa đâu ha. Wow, cái cổng khốn nạn. Vẫn là tụi Bitlin bị khùng. Mấy tụi Bitlin này nhìn nó ghê lắm mọi người. Ok, sắp tới rồi mọi người à. Nói chung là nó cũng không xa cánh cổng cho lắm, cách cái cổng 400 lóc thôi. Giờ mình sẽ bật tốc độ lên để chạy cho lẹ. Một pháo đài thật khủng khiếp. Và bây giờ mình sẽ đột nhập vô. Mình nghe tiếng scare rồi mọi người à. À đúng rồi, mình phải đào lên phía trên chứ. Cái này nó bị gì đó mọi người, cho nên nó to vãi. Đúng không? Thường thì mình thấy mấy cái forchest nó ngắn rồi mà, sao lần này mình thấy nó to vậy? Mình phát hiện đây có một con scare trắng. Và bây giờ lấy kiếm lưu ly ra đánh nó để lấy kinh nghiệm này. Ok, tuyệt vời. Ủa, đấy rồi, bướu địa ngục mọi người à. Mình sẽ lượm luôn. Ôi, có dày tốc độ linh hồn có khác ha. Và bây giờ thì mình sẽ khai thác các linh hồn. Rồi, khai thác một ít thôi mọi người, cũng không cần phải lấy nhiều đâu. Quan trọng bây giờ mình sẽ đi tìm mấy cái rương. Có vẻ như cái pho chết này nó hơi kỳ mọi người à. Nó to mà nó không có con quái vật nào luôn á. Ôi, nhìn xuống dưới đấy sợ vãi. Hello. Ủa, không có một bóng con quái vật nào ở đây luôn. Không có con sờ ke đen, không có con quỷ lửa nào luôn. Đây rồi, có đệ tử của mình các bạn à. Dạ, mình đã hạ một con gát. Ui, nó rơi nước mắt đúng không? Ở kinh nghiệm thôi mọi người. Dạ, và mình cần phải đi hướng khác các bạn à. Ồ, cái hướng này có rương không? Ủa, có giếng lava này. Chắc chắn là sẽ có rương đúng không? Mình phải đi vòng vòng này tìm. Đây rồi, một cái rương. Hai viên kim cương. Dạ, khá là xịn mọi người à. Mình tìm được một cái rương có hai viên kim cương. Ủa, mình đâu có chơi ở chế độ bình yên đâu mọi người. Không hiểu cái forchest này luôn. Hay là do nó cao quá ta. Khu rừng xanh kìa mọi người. Giờ mình vô đây mình tìm quỷ lửa với sky đen mà tụi nó không có spawn ra thì lấy gì mình tiêu diệt. Đây rồi, tụi nó đây nè mọi người. Ủa, phía trên nữa nè. Ủa, cái lồng spam sao ở phía trên này. Mình sẽ dùng kiếm ngọc lục bảo nha mọi người. Kiếm kia nó sắp gãy rồi, tiếc quá. Ui, kiếm này đánh nhanh thiệt luôn á. Yeah, mình đã có que của quỷ lửa. Mình cần nhiều hơn một tí. Mình phát hiện ở bên đây nó có tiếng quỷ lửa nè mọi người. Ui trời, tiếng của lava. Thề luôn, nghe tiếng quỷ lửa mà. Ok, mình phải điều tra rõ. Chắc chắn là sẽ có quỷ lửa bên đó. Thấy ánh sáng rồi mọi người à. Nó đông. What? Tới ổ của nó rồi. Ui. Chạy thôi. Ôi, chọc ổ của nó rồi mọi người ạ. À.
Wow. Ôi chết cháy có luôn ấy, ăn táo luôn. Ok, mình nhặt thêm một que dưới này nữa. Ôi nó còn spawn ra thêm kìa. Ok, giờ đây chắc là đủ rồi ha mọi người. Bây giờ mình đi tìm sky đen thôi. Mấy con này mình cần không ta? Hình như là mình có mấy cái bột của mấy con này rồi. Tiếp theo thì mình cần tìm sky đen. Mình nghe tiếng của nó đâu đây rồi, nhưng mà chưa thấy. Hình như là ở phía trên đầu mình thì phải á. Ui nữa hả? Lại mấy con quỷ này mọi người à, đông lắm. Hồi nãy thì không thấy đâu, bây giờ lòi ra cái đống. Mấy con sky thường. À đây rồi. Tụi nó đây mọi người. Nó cầm kiếm ngầu vãi nhìn nè mọi người. Chọt tao hả? Chọt hả? Chọt này, chọt này. Ui, nó chém cũng ngầu vãi. Ôi mấy con sky đen nó cầm kiếm kiểu Florentino. Mình đùa thôi mọi người ạ. Nó cầm kiếm kiểu ngầu cực kỳ luôn nè. Đấy. Yeah. Mình đã có xương đen rồi mọi người. Xương đen này để dành chế tạo á. Ê cái con heo nó di chuyển hơi kỳ kỳ đúng không mọi người. Tiếp tục thì mình sẽ đi tìm thêm sky đen. Khoan nha, để mình coi thử. Làm kiếm này thì mình chỉ cần một xương của sky đen thôi. Hình như chỉ có cây kiếm đó là dùng sky đen đúng không? Còn kiếm nào mà mình không biết ta? Đấy hết rồi. Ở vậy là mình cần có một xương sky đen để chế tạo kiếm đó thôi à. Mình sẽ trở về mọi người à, chứ ở đây nguy hiểm quá. Lúc đầu mới vô thì chả thấy con quỷ nào hết. Giờ lại xuất hiện cái đống quỷ lửa. Còn sky đen thì xuất hiện có con mà cầm kiếm còn giống Florentino nữa. Mình đùa thôi mọi người, không giống Florentino thế nào. Ok, thế là mình đã trở về cổng. Ở nhà mình có đá đen cho mọi người. Mình đã có đá bazan này. Bây giờ mình cần thêm đá đen để chế tạo cái kiếm bazan. Để mình coi thử nha. Đá đen, đây là gạch đá đen. Đây rồi, đá đen mọi người ơi. Mình đã có. Thế là mình đã chế tạo thêm một cái kiếm này rồi. Chế tạo kiếm mới thôi mọi người ơi. Đây, kiếm làm từ xương đen. Đó chính là kiếm. Ủa, cái là bazan. Sao chế tạo thành kiếm ba sát là sao mọi người? Kiếm ba sát. To bả trưởng luôn mọi người ạ. To nhưng mà mình vẫn vung kiếm bằng một tay nha. Trời ơi, mạnh. Kiếm này nó không có sức mạnh đặc biệt nha mọi người, nó chỉ có 10 sức tấn công, chỉ có 10 sức tấn công thôi. Thì kiếm 10 sức tấn công nhưng ngược lại là nó đánh rất là chậm các bạn, tại vì nó to, nó nặng ấy. Chắc không cần phải test đâu ha. Mình chế tạo cho có mà. Nó đâu có sức mạnh đặc biệt gì. Một trong những cây kiếm mà các bạn cần phải tiêu diệt sky đen mới có thể chế tạo được nha. Rồi tiếp theo là chúng ta chế tạo những cây kiếm làm từ que lửa ha. Để mình coi là kiếm nào chế tạo từ que lửa. Mình sẽ qua trang bên này. Kiếm nước mắt của Gat bây giờ thì chưa chế tạo được, tại vì rất là khó ha. Phải có kiếm nhặt hay gì đó farm nước mắt của Gat mới chế tạo được. Đây kiếm đá phát sáng nha mọi người. Ủa kiếm đá phát sáng mình chưa chế tạo hả? Ok, vậy thì mình sẽ chế tạo kiếm đá phát sáng. Mình cần đá phát sáng. Mình có đem đá phát sáng về mà đúng không? Đây nè. Rồi mình sẽ chế tạo thành block. Rồi sau đó mình cần thêm cái gì? Ôi đủ rồi mọi người, không cần thêm cái gì cả. Đây, kiếm đá phát sáng nha mọi người. Kiếm này thì có 6 sức tấn công và tốc độ tấn công là 1.35. Chức năng của nó là khi chúng ta đánh vào con mớp thì con mớp sẽ phát sáng đúng không? Khi cầm trên tay thì nó sẽ phát sáng. Cái này à. Mấy cái chức năng phát sáng á, mình cần phải vô cái chỗ chức năng mod của kiếm á, mình bật lên thì cầm kiếm nó mới phát sáng được, còn không thì nó không phát sáng. Này các bạn thấy thì mình đi vô hàng đúng không? Ở đâu có phát sáng đâu. Cái này thì mình đã có nói rất là nhiều lần rồi đúng không? Mình chưa biết cách chỉnh các bạn à. Với lại nó cũng không cần thiết đâu, mình sẽ để sau nha. Kiếm này thì chế tạo cho có thôi. Rồi mình sẽ chưng lên nha mọi người, rất là đẹp luôn. Làm từ que của lửa mà. Ok, kiếm làm từ que của lửa tiếp theo là kiếm gì đây? Đây rồi mọi người ơi, kiếm lò nung. Chúng ta cần phải có một cái kiếm than. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo một khối than. Sau đó là một cái kiếm đá. Mình sẽ lấy que với lại là hai cục đá cuội. Mình sẽ chế tạo một cái kiếm đá. Rồi, thế là xong rồi đó mọi người. Cái kiếm lưu ly này mình chưng luôn nha mọi người. Đấy, tại vì mình nhiều kinh nghiệm rồi. Với lại cũng không sử dụng nữa. Tiếp tục thì chúng ta cần phải có một cái lò nung. Một cái lò nung mình sẽ lấy đây luôn. Rồi, xong. Ấn vô công thức. Cần thêm hai cục đá cuội nữa. Easy. Thế là mình đã có một cái kiếm lò nung nha mọi người. À cái kiếm lò nung này mình biết chức năng nó mọi người ơi. Như là mình cần một cái gì để nung ta. Bây giờ cầm sắt lên thử nha. Rồi sau đó mình đó. Các bạn nghe tiếng sắt nó nung ra chưa? Mỗi lần nung như vậy mình sẽ tốn 2 đồ bền các bạn nha. What? Nhưng mà nung cực kỳ nhanh luôn nha. Mình làm lại cho mọi người xem nè.
Đây, cục sắt trên tay đúng không? Mình sẽ chuyển qua tay trái và ấn chuột phải. Đó, là nó nung xong luôn. Wow, xịn sò. Nhưng mà kiếm này thì độ bền nó không có cao các bạn à. Xài nhiều nó cũng như vậy à, nó cũng uổng à. Thà mình nung bằng than đúng không? Với lại một lần nung như vậy á, mình tốn một cục than luôn nha mọi người. Tốn một cục than mà còn tốn hai độ bền nữa. Không hiểu luôn. Ok, kiếm lò nung này thì mình sẽ treo lên. Nhưng mà mình cần phải làm thêm khung item đã. Đây, mình đã có thêm hai cái khung item. Bây giờ mình sẽ bỏ kiếm lò nung lên. Đó, kiếm lò nung. Nhìn vô là biết kiếm lò nung luôn mọi người ạ. Cái lò nung chà bá lửa luôn ấy. Rồi, thì mình đã chế tạo được thêm hai cây kiếm. À không, ba cây chứ, ba cây kiếm mới mọi người ạ. Và tiếp theo, chúng ta nên chế tạo kiếm gì đây? Mấy cây kiếm làm từ que lửa mình chế tạo hết rồi đúng không? Kiếm ánh sáng này rồi. À, còn mấy cây kiếm làm từ que lửa này, nhưng mà nó hơi khó mọi người. Khó vãi nồi luôn chứ. Sao nether lấy đâu ra? À, kiếm pha lê en mọi người ạ. Cái này cũng từ từ luôn, tại vì nó cũng hơi khó. Trong lúc ợp chắc là mình sẽ farm sách các kiểu mọi người, để mà mình enchant, mình kiếm nhặt, mình ép vô kiếm mọi người ơi. Ép vô cái kiếm emerald, tại vì mình rất là thích chém bằng cái kiếm này luôn. Tốc độ rất là nhanh ha. Sau đó mình sẽ farm nhiều thứ, để mà mình có nhặt, mình đi thám hiểm, mình kiếm thêm đồ mọi người ơi. Và chúng ta sẽ cố gắng chế tạo thêm nhiều kiếm. À, đây rồi, kiếm làm từ que lửa. Hắc diện thạch khóc mọi người ạ. Ủa, mình có đủ hắc diện thạch khóc không mọi người? Mới có hai à. À đây, chính nó mọi người ơi. Rất là nhiều hắc diện thạch khóc luôn. Vậy là mình chế tạo thêm một cái kiếm mới nữa rồi. Ok. Đây, ấn vô và chế tạo thôi. Kiếm crying, kiếm khóc mọi người ạ. Và nó có 7 sức tấn công. Tốc độ tấn công là 128. Rất là chậm mọi người ơi. Làm từ hắc diện thạch cho nên chém rất là chậm các bạn à. Nhưng mà ngược lại thì độ bền của nó rất là cao. Mình chắc chắn là vậy luôn, tại vì nó làm từ hắc diện thạch mọi người ơi. Yeah, thêm một cái kiếm làm từ que của bị lửa nữa nha. Mình sẽ chân lên. Đấy, mình đã có rất là nhiều kiếm rồi mọi người ơi. Và các bạn thấy những cái kiếm này đang phát sáng không? Cài thêm shader vô thì nó mới phát sáng như vậy nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Như vậy thì mình sẽ dễ dàng thấy kiếm ở trong bóng tối á. À, mình muốn chế tạo cái kiếm này quá. Mình có thêm khoai nền rít này. Mình ép vô thì hết chê luôn. Kiếm này sẽ giúp mình bắt tử đúng không? Wow, một cái kiếm cực kỳ xịn các bạn à. Mình phải cố gắng lấy được. Và để coi cái mansion nó xa tới cỡ nào nha mọi người. Wow, xịn vãi các bạn ơi. Mansion chỉ cách 1000 lóc thôi. Yes, tuyệt vời. Mình sẽ dùng ngựa để đi tới. Ok, trước hết thì mình cần thuần phục một em ngựa. Mình có yên cưỡi đúng không? Mình tháo cái ủng vàng này ra nha mọi người. Rồi mình sẽ lấy thêm kim cương. Ủa, kim cương hết rồi. Mình chỉ có nhiêu đây kim cương thôi mọi người. Không đủ làm giày rồi. Thôi bây giờ cứ chế tạo một đôi giày sắt nha. Mình nhớ lần trước mình có giày sắt nhưng mà mình quăng đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, tính ra đôi giày sắt bên đây mình không chịu mặc vô, mình đi chế tạo thêm một cái nữa. Không hiểu luôn, thôi kệ, mình dư sắt mà. Rồi, mình sẽ chế tạo thêm rương nha mọi người. Mấy cái hòm chứa này nó hết chứa nổi rồi, nên chế tạo rương đôi luôn. Đây, bỏ vô cho nó lẹ. Rồi mai mốt mình làm cái kho, mình bỏ đồ vô sau. Mình lấy giáp ngựa sắt với yên cưỡi ra nha. Và cắt que vô này. Wow, không ngờ là lần đầu tiên mình thấy cái mansion mà nó chỉ cách xa có 1000 lóc thôi á mọi người. Đây là em ngựa mà mình phải nói là test với nó rất là nhiều các bạn. Nhưng mà nó không chết nha mọi người. Nó sống hơi dài ấy. Nếu mà nó không chịu mình cho năng lúa. Rồi, cho năng lúa luôn. Mình sẽ lấy cây cuốc sắt này, cuốc một tí lúa ở đây. Rồi, cho nó hai bó. Ủa, nó không chịu ăn các bạn à. Ủa, nó ăn rồi mà nó không có kêu lên. What? Âm thanh ngựa bị lỗi rồi. Ok, nó đã chịu. Và bây giờ mình sẽ mặc giáp vào cho nó. Yeah, một con ngựa chạy cũng khá là nhanh. Ok, thì hôm nay mình chơi tới đây thôi nha mọi người. Chủ yếu là mình quay trở lại với Minecraft kiếm. Và mình mong là các bạn sẽ ủng hộ series này để mình có động lực mình làm nhiều tập sinh tồn kiếm cho mọi người xem hơn. Và yeah, mục đích của tập sau mình sẽ đi tới mansion và tiêu diệt mấy ổng, lấy hai cái tô tầm nha mọi người. Ủa, hai cái đúng không? Để mình coi lại đã. À, bốn cái tô tầm mọi người à, bốn cái. Trời ơi, bốn cái tô tầm. Vậy là nếu mà tới đó mà mình hên xui á, mình sẽ kiếm được hai cái tô tầm đúng không? Xong về nhà đại chiến nhân làng ác thêm nữa. Đó, đại chiến nhân làng ác kiếm thêm. Tập sau thì không biết là chế tạo được cái kiếm nào hay không đây. Nhưng mà cố gắng tìm nhiều tô tầm càng tốt ha. Bye bye mọi người và hẹn các bạn vào video Minecraft sinh tồn lần sau. Anh hùng trong xuân.